bộ y tế khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa chung để tránh lây nhiễm đậu mùa khỉ bao gồm tránh tiếp xúc với người động vật có thể bị bệnh bao gồm cả động vật bị bệnh hoặc đã chết ở những khu vực xảy ra bệnh đậu mùa khỉ tránh tiếp xúc với vật dụng bề mặt có nguy cơ nhiễm virus đậu mùa khỉ như khăn trải giường quần áo người bệnh cách ly điều trị người bệnh tại cơ sở y tế thường xuyên rửa tay bằng xào phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường sau khi tiếp xúc với người động vật nghi ngờ nhiễm bệnh sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân khi chăm sóc người bệnh thực hiện đánh giá nguy cơ phơi nhiễm theo các quy định để có biện pháp xử trí phù hợp phòng bệnh đặc hiệu bằng vaccine sử dụng vaccine để phòng bệnh đậu mùa khỉ cho những nhóm đối tượng có nguy cơ cao phòng lây nhiễm tại các cơ sở điều trị thực hiện nghiêm ngặt việc cách ly các trường hợp bệnh nghi ngờ có thể và xác định tuân thủ các biện pháp kiểm soát nhiễm bệnh phòng lây nhiễm đối với cán bộ y tế người chăm sóc người bệnh